nhá, ở nhà thì cứ ngồi không có thấy đói mà đi làm người phá bữa chẳng còn ăn. Lên lên. Ừ. Chả phải lăng xê cái bọn này đâu, nhưng mà nó tự nhiên thì ở đây bây giờ nó cũng chả còn cây nào xuất sắc nữa, lại còn mỗi cái tán. Con này là cá bưởi, cá chanh, à cá bưởi, cá chanh. Không có nhiều sự lựa chọn này. Ờ đúng là con này còn đẹp hơn con kia. Kia thân bé quá. Chả còn sự lựa chọn nữa. Tìm cây thì khách cần tìm cây xuất sắc hơn thì làm gì có đâu. Còn mỗi cây này là hết rồi. Hôm thế này chưa kịp đến Tết đâu, cho nên là ngày xưa có cái sai lầm là mấy ông quất cút mấy cả bưởi biết các thứ là làm cả năm chỉ có phục vụ mấy ngày Tết là sai. Các bạn có tin là đến Tết các bạn không mua được cái loại này, mà mua thì phải mua qua 3-4 cầu thì giá nó lại nhảy ngược lên đi, thì nó mệt đi. Ví dụ như là bây giờ một bạn nào đấy bạn ấy mua, bạn ấy mang lên Vin chẳng hạn, nó bán hay là bán trên đường nọ đường kia thì có phải là 20 không? Cho luôn được kia chụp được. Đường nào cho ra đầu đầu nhà. Treo cao để chụp từ dưới cho đẹp. Có một cái thân nó đang ấy này. Không có nhiều sự lựa chọn chứ này. Còn cây này là còn đi để con ấy khác đây này. Nếu mà quay như này là chụp là xong luôn đây này, nhưng mà bên kia nó có cái thân này. Người ta nếu mà chụp bảo để bán cây thì tôi tin là người ta sẽ chụp bên này. Người ta sẽ chụp bên này. Đấy. Người ta sẽ chụp bên này. Đấy, thấy chưa? Người lại tranh cướp nhau. Đây này, người ta sẽ chụp bên này này, để bán này. Đấy, đấy con Thủy lại chụp bên này đấy. Không ổn lắm, không ổn lắm. Không phải không có ai, không có nhiều sự lựa chọn đấy chứ. Không có quá nhiều sự lựa chọn đấy chứ. Đéo còn. Thèn này, bảo là nó cũng được thôi. Cũng tạm, nói chung là không phải xuất sắc nhưng mà làm gì có, nó không có sự lựa chọn. Ơ cho nên xe. Anh cứ vậy. Mấy anh em nhà này cẩu này là được ăn trưa rồi đúng không? Mấy ông ông cẩu trưa nay ông còn mà mẹ đát bây giờ ra đây còn chửi. Sợ thật. Bảo bây giờ phải gọi Đạt ra, gọi Đạt cho Đạt, Đạt bảo là cẩu thêm đi. Nhưng mà ông nãy cẩu ông bảo mà mẹ gặp Đạt bây giờ cũng chửi. Vừa chửi rồi đấy, chưa được ăn uống gì, thế là tôi, đấy, cái này câu chuyện này nữa. Là sống, nó nói chung là nó phải khôn khéo ấy. Cẩu, lái xe cẩu đến hơn 1 giờ. Nếu mà ấy hơn thì nói chung biết điều hay thế nào kia, mình nhận là thế nào, hóa ra là mình sống là nói chung là nó tùy tiện quá, xong rồi mình lại không khôn khéo ấy. Lái xe cẩu như thế thông chưa mà không mua cho lái xe mấy suất cơm. Mình bảo mình cũng chả ăn, chưa cũng chả ăn ấy. Chưa, nếu mà cần thiết thì mình chả ăn, đến bây giờ cũng chưa ăn. Nhưng mà có nhiều người thì người ta dỗi. Có nhiều người ta kiểu đói quá, hoặc là tôi bảo rồi ấy. Mẹ bây giờ cẩu đến 11 giờ thì lương người ta cũng 8 triệu. Mà cẩu đến 1 giờ thông trưa thì khéo là lương 8 triệu thì người ta thái độ ngay. Cho nên đôi khi là cái việc mà làm ấy, mấy các thứ ấy, đôi khi là cái suất cơm ấy 20 mấy 50, 50 100 nó chả đáng gì. Đấy, đôi khi là để anh em làm hoặc anh em lái xe cẩu mà người ta ấy là mai sau khó, nhất là cái đợt Tết ấy. Đợt Tết nên là nó gọi là mình cần đi. Gọi như người ta không đến là người ta ấy làm nhớ hết việc của mình. Hôm nay cũng có một cái mà mình cũng suy tư đấy. Ông ấy nói bảo đáng nhẽ là phải bảo anh em là mua mấy suất cơm cho lái xe cẩu. Mình bảo thế là mình em cũng không ấy. Còn lần sau là mình sẽ bảo con Thủy. Thế mà mày không bảo anh gọi ngay cái mấy suất cơm ở ngoài chỗ cái hồ câu người ta ship đến tận nơi. Đây này, để mấy anh em xe cẩu đói meo người ta không bằng lòng. Mình cũng không để ý cái gì đâu, tại vì tôi em có ăn gì đâu, sáng em còn chả ăn, trưa em có ăn đâu. Nhưng mà vì đôi khi là nó khác nhau ở như thế. Nhưng mà nếu mà thằng Đạt hôm nay mà nó mà đi lái xe cẩu mẹ cẩu đến 5 giờ tối nó vẫn 7 giờ tối 10 giờ tối luôn. Chủ nó khác. Người đi làm thì nói thật ra tôi bảo rồi, làm đến 11 giờ trưa thì bố mày cũng lương 10 triệu, mà bây giờ làm đến 1 giờ mày có tăng lương cho tao 9 triệu đâu, 10 triệu đâu. Nhưng mà chủ thì nó khác.
chủ người ta làm vì được làm, hoặc là chủ người ta làm thì người ta được thêm tiền ấy. Đấy, đúng không? Nó khác, còn người ta đi làm thì cái thái độ nó khác, theo kiểu phải làm. Bố về đây bố được làm chứ. Nó thế. Thế là mình mới bảo thế từ lần sau là em sẽ rút kinh nghiệm cái vấn đề. Ôi, thả đây, thả đây. Đôi khi là mình kiểu mình ấy quá ấy. Góp ý là từ lần sau nghĩ đấy. Đôi khi mình bảo là sống khéo thì cũng chả phải. Nói chung nhớ. Đấy, có thằng Tiến Béo bảo ấy. Chưa gì là 8, 9 giờ nó đã bảo là trưa nay đi ăn, mấy anh em đi ăn thịt chó. Đấy hả không? Hôm nay xếp 2 xe à? Mẹ à, bây giờ đến hơn 4 giờ rồi chưa biết là đã được về chưa. Này. Còn đi ăn thịt chó nữa mà chưa còn thông chưa, chưa được ăn. Chưa ăn ấy chứ không phải chưa được ăn. Có ai bắt mình là phải thế này đâu. Lúc qua cho xong anh em còn chạy, mấy cái thứ hai là tối muộn. Ông cậu cũng thế nhá. Cậu cũng bảo là hôm nay không mưa ấy. À mình bảo là dự báo thời tiết, nó bảo là hai hôm nay là mưa. Bây giờ nó không mưa. Thế ông lái cẩu ông bảo là mưa là nghỉ, mưa đéo ai làm. Thế đéo nào lại thuê nhân viên cẩu cây này thế. Thằng Đạt ấy. Chắc là cái nhân sự bên lái xe cẩu mà thành thục là nó ít. Nó nghề này cũng hot này. Học, cao học rồi các thứ. Mẹ đi học mẹ cẩu lái cẩu nhỉ. Bây giờ nó ấy quá không vào được, đóng bừng rồi. Xong rồi tí nữa cái thủy nó bảo là cái gì nữa. Còn cái gì nữa mới xong được cái xe này, đã xong được đâu. Còn giới thiệu cho các bạn mấy cả cái giá sơ sơ như thế cũng chả biết được. Chắc là nó cũng như nhà giá cây kia, hai cây kia. Nó tầm đâu đó là mấy triệu, chưa đến chục triệu mà cũng chả biết được. Con thủy nó bán cái ông nó bán được 10 triệu một chậu. Rẻ mà nhỉ. Đây cho các bạn xem. Nhưng mà nó cũng hết sự lựa chọn rồi. Nó còn có mấy chậu đây này. Ồ nhưng con này nó lại bị ấy. Con này cái cành dưới này nó lại không ấy. Rẻ. Đã lên xe. Còn con này nó bị lúa. Hết sự lựa chọn rồi. Còn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Thôi này bảo bớt đi. Bớt đi nhỉ. Nhìn trông nó ấy ấy. Cây này thì trong mấy ông cánh này thì này thoát thân nhưng tán nó uối xì là mà quá ấy. Đấy cứ người đi trước là người ta được ấy. Còn cây này thì cái lúc đấy mình chê là cái này này. Nó hụt hơi. Còn cái này thì ấy được. Nếu mà cưa đi thì nó bị lệch. Đấy. Con này thế nào sao này, cái chỗ này nó lại xấu thế này nhỉ? Này hàng ế từ năm ngoái à? Sao anh lại làm thế nào mà nó lại lệch cái này thế này? Đấy là năm ngoái do cái cành đấy nó bị sâu trên. Ôi trời ơi. Không phải là nó này nó sâu trên. Ôi. Cái cây mới chứ. Làm gì vừa cây này năm ngoái còn không có bán làm thế được. Chêu thế này còn cái ghép cái quả chanh Mỹ à? Chanh Mỹ. Hai loại đấy. Ừ, hai loại. Hai. Nhưng mà cái này nó cụt quá nhỉ. Cái cành nó sâu. Cắt ở đấy không? Bây giờ cắt đi thì trông này càng đẻo hơn. Cắt đi để hẳn một cái ấy rồi, nhìn nó lại... Nhưng mà thế phải dựng lại bầu. Nó lại khác nhưng mà trông nó còn tồi tệ hơn. Đúng không? Bây giờ chỉ có mỗi là cưa cái này xong dựng lại bầu thôi. Cưa cái này. Cưa phải cưa lên đây. Xong rồi dựng lại bầu lại. Chứ để cái ông kênh này nó phát tán thì đến đéo bao giờ. Cũng tranh vàng Mỹ đây nhưng mà kiểu nó trông nó vớ vẩn ấy. Đây tranh vàng Mỹ này. Nhưng thực ra là tôi chê như vậy tại vì mấy cả anh em chê như vậy thôi, còn các bạn thì quý lắm ấy. Mẹ tôi biết. Có những chậu đồng tiền 20 mấy cả 10.000 ở đây nhưng mà các bạn có một phát là ngày nào cũng chụp ảnh đăng phây. Nhưng mà bây giờ mình thấy thì nó xấu hoặc là ấy ấy. Thì bản thân là cái cây mình cẩu cây nó cân đối đây này, cả cây nó, một bên thì nó như thế, bên này núa như thế này đúng không, tán thì chả thấy. Đây cây này thì thân nó bé, còn cái cây này thì nó bị lệch. Cây nào nhất ra cổng nhá, mà trông thế cho con này bị thế này, con này có cái cành bên này nó cũng ối xì nà mà này. Vẫn còn nguyên bưởi này.
Cái này là cái anh ghép xong rồi nó trượt à? Cái này là lên sau. Ôi giời ơi. Cảnh đấy lúc ghép nó chưa có bưởi. Trồng thế rồi mà. Nhưng mà bây giờ vẫn còn ấy. Sớm. Còn bây giờ mới tháng chưa đến tháng 8 âm lịch. Bưởi toàn bưởi. toàn cành bên này toàn bưởi. Cái cầu để chuyển ra ngoài. Còn bưởi cũng bán cũng ác phết rồi đấy. Ê mi đau gì nhỉ? Bưởi bán hết rồi. Bưởi bán hết rồi à? Ừ. Tháng sao tháng gì mà lại bán hết được cả bưởi. Anh cầu đi hai mấy bưởi. Nhưng mà còn ở trong vườn cũng bán hết rồi. Bán hết. Không. Kiểu này là không muốn bán hàng hay sao ấy này. Chú ra đi nhìn có dấu ở chậu hết rồi. Ôi giời. Chú soi anh em ở chậu nào. Anh nghĩ là cuối năm em đi mua chắc. Toàn vết này. Ghê thật. Đấy, cứ vết này ấy. Ôi giời ơi. Nhưng mà tôi nói thế thôi, còn các anh em khác là cưới nhá, thế đôi khi là lọc ai người ấy hưởng. Chứ còn nói bảo là chê là cây xấu xong rồi bán hết thế nọ thế kia, nhưng mà đây tôi cũng không phải lăng xê thế nọ kia đâu. Đôi khi mình bảo hay là cấm cho mình bán này. Bán hết rồi. Đâu chỗ này đéo còn. Nhưng mà chắc nói thế là đời. Đấy. Tin thì tin thôi nhá, không phải là tôi quay như này xong tôi nói lên là các ông bảo là mẹ thằng này nó ảo, nó bảo như thế là để sốt mấy thế nọ thế kia rồi. Đéo biết tình hình năm nay thế nào. Nhưng mà thường là cái bưởi là những cái hàng bé bé này thì tôi chưa ấy này, chưa can thiệp. Nó phải cái loại to vật vã cơ. Thì khách với mình là phối kết hợp cái dòng bưởi kia hơn tỷ rồi đấy, toàn cây hơn trăm cơ. Còn cái loại này thì phải chắc là tháng nữa, tháng sau. Đấy, gặp những anh em nào mà đang cầm cố sổ đỏ. Ừ đi. Đang cầm cố sổ đỏ ấy, nhưng mà thị trường này là cũng mệt đấy. Quay lên thì ông bảo là hết vườn như này giá bưởi năm nay nó lại sốt đây thế nọ thế kia thì cũng không phải. Tùy theo từng vườn, từng người anh em. Chứ còn cũng không phải ấy. Còn cái này thì nói thật ra là lá với cả cây hay quả các thứ nó không phải là hàng xuất sắc. Đấy, các bạn hình dung chưa? Thôi tắt đi để cho cái thị chả có dấu gì nhỉ. Ồ đây. Đấy. Không phải các ông này bảo mẹ thằng này nó nói như thế bán hết vườn này rồi. Thế này chắc bưởi năm nay sốt thì cũng không phải đâu. Thật. Nên nó tùy theo từng trường hợp cụ thể. Các bạn đi ra ngoài đường mà gặp tai nạn thì không phải là người ta đi ra ngoài đường là ai cũng gặp tai nạn. Đấy. Còn năm nay cái khách quan mà nói thì nói thật ra là mình cũng không có chưa quan tâm đến cái hàng bé này. Đấy. Chỉ mua gom từ cái đây tháng 4 là cái loại trên trăm thôi. Trên trăm triệu anh. Xong rồi à?